hỏi tiếp theo. Đã lâu rồi không thấy những bài hát mới của chú Trần Tiến xuất hiện. Chú lười sáng tác hay là mệt mỏi vì phải ganh đua với các bài nhạc thị trường hiện nay? Tôi sáng tác mệt mài hơn ngày xưa nhiều vì không phải mất thời gian, thời giờ để giới thiệu bài hát. Thị trường chẳng có ý nghĩa gì với tôi từ khi tôi bắt đầu cầm bút. Nếu có duyên, tôi sẽ trình bày những ca khúc chưa công bố để tặng các bạn. Hầu như mỗi ngày tôi đều sáng tác một bài hát với điều kiện không ốm đau gì và vẫn đủ ăn hàng ngày. Thưa nhạc sĩ Trần Tiến, nhóm du ca Đồng Nội bây giờ còn không? Các thành viên ngày trước như nhạc sĩ Trần Tài và ca sĩ Hồng Ngọc có liên hệ với anh không? Nếu nhóm không còn tồn tại, lý do là gì? Nhóm có một ca sĩ nữ duy nhất lại đi lấy chồng ở Bỉ. Hai thằng đực dựa thì làm ăn gì? Nhưng du ca Đồng Nội là kỷ niệm lớn nhất trong đời tôi. Chúng tôi vẫn thường liên lạc và nhậu nhẹt với nhau, nhắc lại những chuyến đi tuyệt vời và những đứa trẻ mồ côi đáng yêu được nuôi dưỡng bằng toàn bộ gia tài ca hát của nhóm. Hà Trần nói rằng, chú là một trong những khán giả khó tính nhất mà chị ấy phải chinh phục. Tại sao vậy? Chú có công nhận tài năng của Hà Trần không? Tôi thường khó tính với chính tôi và những người thân làm âm nhạc, trong đó có anh Trần Hiếu, cháu Thu Hà và bạn Nguyễn Cường. Nhưng tôi thấy những người đó tài năng thật sự. Tôi rất thích nghe cháu tôi hát, không chỉ những bài hát của tôi. Trong cuộc sống, điều gì làm chú cảm thấy hạnh phúc nhất và điều gì làm cho chú day dứt nhất? Hạnh phúc nhất là được sống vui vẻ với mọi người và được cuộc đời cho ta những bất ngờ thú vị, do chính là tặng vật của Thượng Đế. Vì vậy tôi thích du ca, nhờ đó sẽ tìm được nhiều điều bất ngờ. Còn điều làm tôi day dứt nhất là đã gối đã mỏi, chân đã chồn và phải nằm nhà. Bài hát Tóc Gió Thu Bay được rất nhiều cô gái yêu thích vì nó rất nữ tính và thể hiện được tâm trạng có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi. Tôi không cắt nghĩa được vì sao một người rất đàn ông và nam tính như anh lại viết được bài hát đầy nữ tính như vậy. Vì người thật đàn ông thường thích người thật nữ tính. Bài hát này ra đời cho bộ phim Tóc Gió Thu Bay. Tôi cũng chưa xem chính phim này. Những con măng như vậy thường đánh thức kỷ niệm thơ mộng trong tôi về thời thiếu nữ của những người tôi gặp và đã nhớ trong cuộc đời. Mỗi một người cho tôi một chút chất liệu để tạo thành giai điệu cho bài hát đó. Nếu kể ra hoàn cảnh sáng tác thì dài lắm, có thể viết được một cuốn tiểu thuyết. Biết đâu, có khi là bạn sẽ được đọc tiểu thuyết do tôi viết về những người đàn bà tôi đã gặp trong cuộc đời mình. Trên sân khấu chương trình giao lưu Sao Mai 2003, cháu thấy chú nhảy hay lắm. Chắc thời còn ở Trường Sơn đã có rất nhiều cô gái mê chú. Ngày xưa tôi cũng đẹp trai lắm. Có công chúa nhọt kẹo, con gái hoàng thân Suphanuvong ở chiến khu Sầm Nưa đã thích bài hát tôi viết tặng nàng và xin phép bố mẹ để đặt cho tôi một cái tên Lào ngộ nghĩnh, Sổm Bun. Suýt nữa tôi thành phò mã nước Lào. Nhưng vì còn trẻ quá, lúc ấy tôi mới 18 tuổi, chưa biết yêu, cái thời của tôi nó như vậy. 26 tuổi tôi còn hỏi bạn tôi, hôn phụ nữ như thế nào hả mày? Bạn tôi dạy với đôi mắt ngờ vực, nhưng sau này nó mới biết tôi mải học hành quá, chẳng để ý gì đến phụ nữ thật. Nhưng tôi không tiếc chức phò mã nước Lào, bởi nếu thế thì lấy đâu ra các bài hát tặng các bạn. Nhạc sĩ có suy nghĩ gì về xu hướng thưởng thức âm nhạc của thanh niên Việt Nam hiện nay? Theo nhạc sĩ, nền âm nhạc của Việt Nam đang đi theo hướng tích cực hay tiêu cực? Tôi không phản đối cũng như không ủng hộ mọi xu hướng thưởng thức âm nhạc vì điều này không theo tính quy luật của tự nhiên. Riêng tôi thì không thích xu hướng thưởng thức
của phần đông các fan nhạc trẻ hiện nay. Nó quá hời hợt, a dua, thiếu hẳn chất đắng của trí tuệ, sức nặng của những cảm xúc tâm hồn. Nếu âm nhạc ngày xưa có loại nhạc rượu quê mà chúng tôi đam mê thì bây giờ thường là nhạc nước ngọt hoặc nhạc bia hơi pha nước lã ngoài đường. Uống sao nổi, đau bụng chết. Nhưng phải để âm nhạc tồn tại như nó đang tồn tại, rồi nó sẽ tự đào thải những gì không có giá trị. Không nên mang thiên kiến riêng của một thế hệ mà áp đặt cho những thế hệ khác. Xin chào nhạc sĩ. Người ta thường nói làm tài, lắm tài nhiều tật. Theo ông câu này có đúng không? Nếu đúng, ông có thể cho biết một vài tật của mình. Tôi có 1001 tật xấu, nhưng rất may không ảnh hưởng đến ai cả. Chỉ có làm riêng tôi bất hạnh thôi. Còn những người thân và những người tôi đã gặp, họ đều rất hạnh phúc khi quan hệ với tôi. Nếu kể ra thì cái tật xấu nhất của tôi là thuốc lá, thích uống rượu và mê gái. Trong những bài hát của nhạc sĩ, ranh giới giữa cái được và mất ở đời thường dường như không hiển hiện. Có người nói rằng cuộc đời chỉ là những thứ được và mất. Nhạc sĩ nghĩ gì về điều này? Được và mất nằm trong nhau và là một, thì làm sao mà thấy bóng dáng ranh giới của chúng được? Cuộc đời đúng là tổng số của những cái được và mất. Như thế mới vui. Bạn thử tưởng tượng một người gặp quá nhiều cái được thì buồn chán biết bao. Và chẳng có ai cuộc đời chỉ toàn là mất. Anh nghĩ gì khi đã sáng tác rất nhiều bài hát hay mà không được một danh hiệu nghệ sĩ ưu tú chẳng hạn? Nói cho bạn rõ, tôi không phải là nghệ sĩ, vì vậy không bao giờ được một danh hiệu của nghệ sĩ. Tôi là nhạc sĩ, là người sáng tạo, chỉ được danh hiệu sáng tạo. Vừa rồi tôi đã được nhà nước trao cho huân chương lao động. Đó là một phần thưởng cao quý. Bạn nên tìm hiểu về những danh hiệu mà nhà nước trao tặng. Gia đình tôi rất hâm mộ các ca khúc của anh từ trước đến nay. Anh có sáng tác bài hát nào nhân sự kiện SEA Games sắp tới không? Chúc anh luôn vui vẻ. Tôi đã viết bài hát bóng đá rồi. Yêu chỉ nên một lần thôi. Nếu có may mắn được ban chỉ đạo SEA Games 22 yêu cầu thì tôi sẽ sáng tác nữa. Chúc các bạn cũng vui vẻ như tôi. Anh Trần Tiến ơi, cho phép em gọi anh như thế nhé. Đã từ lâu em là một fan nữ rất hâm mộ anh. Trông anh có vẻ bụi bụi. Anh có thể cho biết đối với phụ nữ điều gì gây ấn tượng cho anh nhất? Thương mến anh nhiều. Anh cũng vậy, thương mến em nhiều. Dù chưa được biết mặt, đối với phụ nữ, người gây ấn tượng cho anh nhất là người đó rất phụ nữ. Anh nói nhiều về nỗi đau buồn của mình. Một nhạc sĩ thành công, mọi người thương yêu mến và có những đóng góp cho cuộc đời. Một người chồng, một người cha hạnh phúc. Vậy nỗi đau triền miên trong anh bắt nguồn từ đâu? Tôi cũng không biết nó từ đâu nữa. Bạn có biết nỗi buồn của bạn bắt nguồn từ đâu không? Chắc nỗi buồn của tôi cũng bắt nguồn từ đó. Một con người mà ai cũng biết hết về anh ta, người đó thật là bất hạnh. Chắc trong sâu thẳm của anh ta cũng từng có một vết sẹo đau đớn lắm mà chẳng ai biết được. Nhạc sĩ ơi, khi nghe hát bài Chị Tôi, cháu như muốn khóc vì sự hy sinh của người chị trong bài hát. Người chị đó là chị ruột của nhạc sĩ. Vậy người ấy còn sống không? Chị của chú vẫn còn sống, nhưng vẫn thích bài hát chú viết về những người chị khác. Chấp nhận những người bạn xưa đến nhà thắp nhang mình vì bài hát là sự thật cộng với sự tưởng tượng. Chị rất hãnh diện về bài hát này. Thu nhập của anh có cao không? Quá khiêm tốn, không đủ uống bia. Thường là vợ và bạn bè lo lắng cho, nhưng cũng không bao giờ kêu ca. Đầy đủ quá, không viết được nhạc đâu anh ạ. À, nhưng cũng đừng nói quá, nhạc sẽ éo ợt như cái dạ dày rộng. Thưa anh,
dựa vào đâu và xuất phát từ những cảm xúc nào mà anh có nhiều ca khúc về Tây Nguyên hay đến thế? Tôi cảm thấy mình như người cao nguyên, có dòng máu sinh ra từ gió, từ suối trong rừng già hoang dại. Đã có lần tôi thử tìm về nguồn gốc của mình. Hình như tôi họ Hồ, trôi dạt từ lục địa Lemuria, đã chìm xuống đại dương 60.000 năm nay. Đến năm 2013, lục địa đó nổi lên. Các bạn sẽ đọc được những ký tự khó hiểu giải thích con người là ai, từ đâu tới và sẽ đi về đâu. Những người đọc được thông tin này phải có nước da màu xanh dương và đầy âm tính. Bởi lúc đó sẽ xuất hiện một mặt trời màu xanh tồn tại cùng mặt trời hiện nay trong hệ lưỡng dương. Và mặt trăng sẽ gần trái đất hơn, phụ nữ sẽ nhiều hơn đàn ông và cai quản đàn ông. Lúc đó bạn sẽ hỏi, nữ chúa, tại sao tôi viết được những ca khúc về Tây Nguyên? Chào anh Trần Tiến, cho em thắc mắc một chút, bài Phố Nghèo của anh có phải viết về Hà Nội không? Tại sao Hà Nội lại là phố nghèo? Vì em thì sinh ra và lớn lên Hà Nội, em chẳng thấy Hà Nội mình nghèo tí nào cả. Em 35 tuổi, chưa biết Hà Nội, trước đây 35 năm anh ở phố ga Hàng Cỏ, một con phố ở ngoài kinh. Người ngoài kinh mặc áo chàm xanh, chuyên buôn cỏ cho ngựa của người trong kinh mặc áo đỏ. Phố nghèo là vì vậy. Ngày chính chiến tranh, hai trái bom đã ném vào phố ngay sau lưng nhà anh. Nhưng như bài anh viết, Hà Nội buồn thương nhớ ơi, nơi tôi qua ngày thơ ấu. Mỗi lần về thăm phố xưa ngỡ như Hà Nội của ai. Sao tôi cứ yêu Hà Nội xưa cũ, nghèo mà sang. Sao tôi cứ yêu người yêu xưa cũ, buồn mà thương. Bạn đã có người yêu ở Hà Nội chưa? Lần đầu tiên trả lời trực tuyến trên VN Express, lại ngồi cạnh nhiều người đẹp là phóng viên, biên tập viên của trang báo điện tử này. Nhạc sĩ Trần Tiến có cảm thấy hồi hộp xốn sang và có thể viết bài hát mới ngay trong đêm nay không? Không phải chỉ hồi hộp xốn sang, mà cứ đần thối ra. Ăn nói thì lung tung, cứ như thời trẻ lần đầu tiên gặp con gái vậy. Bận sau, nếu có phỏng vấn trực tuyến thì xin gặp được nhiều người xấu hơn, lời nói sẽ hay hơn và đứng đắn hơn. Cảm ơn các bạn đã nhớ đến Trần Tiến. Chúc các bạn giữ mãi tình yêu với âm nhạc và đừng quên rằng 1.000 người yêu nhạc trong đó có tôi, còn 2 người yêu nhạc trong đó vẫn còn tôi. Chẳng còn người yêu nhạc trên thế gian này nữa vì tôi đã chết rồi. Còn hơn 1.000 bạn tôi chưa trả lời được. Không phải vì không muốn mà vì hết giờ rồi. Các bạn có thể viết thư cho tôi theo địa chỉ Trần Tiến, kẻ bụi đời, không có nhà nhất định, không ở đâu lâu một chỗ. Vâng, vừa rồi là chúng ta nghe những trả lời, rất nhiều câu trả lời hóm hình, nhưng cuộc phỏng vấn ấy đã thực hiện từ năm 2003, cuối năm 2003.